Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video lần này chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh liên quan đến mùi vị, ví dụ như là vị ngọt, vị mặn, vị chua, đắng, vân vân. Và ở trong video lần này chúng ta sẽ học cách phiên âm, cách phát âm, ngữ nghĩa cũng như là từ vựng của những cái vị này. Và đầu tiên chúng ta sẽ học đấy chính là vị ngọt. Vị ngọt ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Sweet, 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 sweet. Tiếp theo nữa là vị chua, vị chua ngọt. Vị chua ngọt ở trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Sweet and sour, sweet and sour, sweet and sour, sweet and sour, sweet and sour. Vị chua ngọt thì các bạn thường sử dụng như kiểu sườn xào chua ngọt đúng không ạ? Và vị tiếp theo đấy chính là vị mặn. Ví dụ như chúng ta nêm một món gì đấy mà mặn quá thì chúng ta sẽ dùng cái từ như thế này. Salty, 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 salty. Tiếp theo nữa là vị chua. Vị chua ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Sour, 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 sour. Tiếp theo nữa là vị đắng. Vị đắng ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Bitter, 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 bitter. Tiếp theo nữa là vị béo. Vị béo này là vị béo của phô mai. Các bạn nhớ ở trong cuộc sống thì có nhiều vị béo. Nhưng mà cái từ chúng ta ở đây đang là vị béo của phô mai. Và vị béo của phô mai sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Cheesy, cheesy, cheesy. Cheesy, cheesy, cheesy. Tiếp theo nữa là vị nhạt, thì vị nhạt sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Bland, 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 bland. Tiếp theo nữa là vị cay nồng, chúng ta sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Spicy, 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 spicy. Tiếp theo nữa là có vị tỏi, ví dụ như chúng ta làm nước chấm thì hay có vị tỏi đúng không ạ? Và có vị tỏi ở đây sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Garlicky, 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 garlicky. Tiếp theo nữa là vị xông khói. Ví dụ như chúng ta nướng thịt xông khói thì sẽ có cái mùi vị này. Và cái vị xông khói sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Smoky, 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 smoky. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu 10 từ vựng tiếng Anh liên quan đến mùi vị ở trong cuộc sống. Và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Trong lúc các bạn xem video, nếu các bạn thấy video của mình có ích, các bạn có thể bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình, bấm subscribe, like và chia sẻ video giúp mình. Khi các bạn bấm đăng ký kênh của mình ấy, thì mình up video lên, các bạn sẽ nhận được thông báo và các bạn sẽ xem được video. Một lần nữa thì mình cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.